cải cách thể chế, Tô Lâm sẽ chọn mô hình của Putin hay Tập Cận Bình. Sau khi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, giới phân tích đánh giá ông Tô Lâm là một nguyên thủ quốc gia có thực quyền đầu tiên tại Việt Nam tính từ nửa thế kỷ trở lại đây. Phải chăng do cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã vận động và thực hiện thành công cuộc đảo chính mềm trong nội bộ của Đảng để trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối? Dù Tô Lâm từng là cánh tay đắc lực của Tổng Trọng trong một cuộc đốt lò, nhưng trong danh sách kế nhiệm của chức danh Tổng Bí thư lại không có tên Tô Lâm. Nguyên nhân vì nhãn quan chính trị của Tô Lâm khác hẳn với ông Trọng. Tô Lâm được đánh giá là một người thực dụng, mưu lược hơn người và không tin vào học thuyết cộng sản, thứ mà nhân loại đã vứt vào sọt rác của lịch sử. Sau khi trở thành Tổng Bí thư, nhiều ý kiến cho rằng Tô Lâm sẽ có các cuộc cải cách chính trị, thậm chí có thể phá bỏ mô hình cũ để thay đổi mô hình chính trị mang màu sắc riêng của Tô Lâm. Trong bài viết đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế với mục đích đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời cam kết quyết tâm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Sau khi trở thành Tổng Bí thư, Tô Lâm đã nhận được lời chúc mừng từ nhiều quốc gia và đáng chú ý, ngày 8 tháng 8, Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Theo đó, ông Putin bày tỏ vui mừng, mong muốn đón tiếp ông Tô Lâm sang thăm Liên bang Nga. Từ sự kiện nêu trên có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm sẽ đưa Việt Nam đi theo mô hình độc tài của Tổng thống Nga Putin. Trong khi đó, các nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm rất quan tâm đến mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc, mô hình đã được ông Tập Cận Bình áp dụng từ năm 2013 cho đến nay. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản độc chiếm vũ đài chính trị, ở Trung Quốc có đến 8 đảng khác nhau, được gọi là Đảng Phái Dân Chủ. Nhưng thực chất, các đảng phái này đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thống nhất suy tôn Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo đất nước. Đồng thời, quyền lực độc đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được quy định trong hiến pháp của nước này. Giới quan sát cho rằng có lẽ ông Tô Lâm không mấy cảm tình với hai chữ dân chủ, dù chỉ là hình thức như đã thấy bấy lâu nay. Mô hình chính trị Trung Quốc dưới thời ông Tập là xây dựng quốc gia, pháp trị xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đất nước. Trong khi mô hình chính trị của nước Nga dưới sự cai trị của Tổng thống Putin trên chính nghĩa là nhà nước pháp quyền dân chủ trong hệ thống chính trị đa đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Putin đã bóp nghẹt dân chủ và tiêu diệt đối lập. Do đó, chính trị Nga tùy thuộc vào tình hình an ninh quốc gia và các ý chí của số đông người dân Nga trong các cuộc bầu cử. Công luận cũng tin rằng Tô Lâm sẽ không duy trì đức trị như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng làm, mà bước đầu sẽ xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản. Đồng thời, hệ thống an ninh sẽ kiểm soát chặt chẽ xã hội như nước Nga hiện nay. Đây là một vấn đề mà ông Tô Lâm đã nắm trong tay với một hệ thống công an được thiết lập hoàn chỉnh. Theo giới phân tích, nếu Tô Lâm muốn cải cách thể chế chính trị, muốn tháo gỡ vướng mắc do thể chế chính trị hiện nay gây ra, thì phải luật hóa hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, theo quy định của Hiến pháp, quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân, thì điều 4 của Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vi hiến. Như vậy, Tô Lâm chỉ cần loại bỏ điều 4 ra và luật hoạt động của Đảng, lập tức nhà nước Việt Nam với sự lãnh đạo của ông Tô Lâm sẽ đi theo mô hình của nước Nga hiện nay. Và thời gian thì vẫn còn dài. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Cải cách thể chế, Tô Lâm sẽ chọn mô hình của Putin hay Tập Cận Bình. Vì sao Bộ Công an không xử lý tin đồn xấu về ông Bảy Phúc như đại gia Minh Soải? Những ngày gần đây trên mạng xã hội nhiều ý kiến cho rằng tin đồn Nhất Trụ Kình Thiên đang áp đảo dư luận. Theo đó, công chúng đều rất quan tâm đến thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bị cáo buộc nhận quà của bà trùm Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát với số tiền lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, các cáo buộc khác còn khẳng định ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị khởi tố vì tội nhận hối lộ. Bà Trần Thị Nguyệt Thu cũng can tội lũng đoạn thị trường chứng khoán, mà theo đó Bộ Công an đã có đầy đủ bằng chứng. Theo đó, hồ sơ điều tra cho thấy trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, bà Thu đã lợi dụng quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thu lợi đến 12.000 tỷ đồng, tức là tương đương gần 500 triệu đô la. Những điều việc kể trên chỉ là tin đồn, nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng đến uy tín của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói riêng và của Đảng nói chung. Trước đây, ông Nguyễn Phúc từng tuyên bố với công luận rằng khẳng định là gia đình và vợ con ông không liên quan đến công ty Việt Á. Bản thân ông cũng chưa từng gặp Phan Quốc Việt, tổng giám đốc của Việt Á. Vấn đề là vì sao tin đồn liên quan đến một nhân vật
từng giữ hai chức vụ trong tứ trụ, lại không có thấy có sự bác bỏ, cải chính từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông hay Bộ Công an. Trong khi cách đây chưa lâu, vào ngày 1 tháng 4, mạng xã hội cũng rộ lên tin đồn liên quan đến ông Dương Công Minh. Theo đó, Facebook Thắng Đặng đã đăng tin ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà trùm Trương Mỹ Lan và một số thông tin khác. Lập tức, truyền thông nhà nước được huy động vào cuộc và mở hết công suất để đập tan tin đồn, bảo vệ cho đại gia Dương Công Minh. Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an khi đó, cũng lập tức lên tiếng bác bỏ tin đồn này, và Bộ Công an cũng ngay lập tức có biện pháp xử lý đối với một số người chia sẻ các thông tin bất lợi trên. Công luận đặt câu hỏi là tại sao, vì lý do gì chính quyền Việt Nam và Bộ Công an đã để xảy ra tình trạng nhất bên trọng, nhất bên khinh như vậy? Tại sao ông Phúc, một lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, lại không được bảo vệ như đại gia Dương Công Minh? Nếu so sánh về sự lắm của nhiều tiền giữa đại gia Dương Công Minh và ông Bảy Phúc thì chưa hẳn ai giàu hơn ai. Nhất là có những tin đồn đón cho rằng gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc sở hữu khối tài sản có thể lên đến cả hàng trăm ngàn tỷ đồng. Các cáo buộc cho rằng gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc là trùm cuối của đại án Việt Á, là chủ sở hữu của 80% cổ phần còn lại của tập đoàn do Phan Quốc Việt, một đồng hương Quảng Nam làm chủ. Là câu hỏi mà công luận mong muốn ông Tô Lâm có câu trả lời cụ thể. Tân Tổng Bí thư sẽ khẳng định sẽ tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Do đó, ông Tô Lâm chắc chắn sẽ quyết liệt thực hiện điều tra để đáp ứng mong muốn của công luận. Mặt khác, việc trả lời câu hỏi trùm cuối của đại án Việt Á, kẻ sở hữu 80% cổ phần Việt Á, sẽ giúp cho Tô Lâm lấy được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Theo công luận, khó khăn mà ông Tô Lâm phải vượt qua đó là đã khui thì phải khui cả các nhân vật lãnh đạo cao cấp như Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, kể cả vụ bê bối Sipucha để khẳng định quyết tâm có chết cũng không thoát tội. Tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nếu giải quyết xong những vụ việc kể trên, tên tuổi của ông chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vì sao Bộ Công an không xử lý tin đồn xấu về ông Bảy Phúc như đại gia Minh Soải. Vì sao việc lãnh đạo Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ? Tình trạng cán bộ nhà nước, kể cả các lãnh đạo Việt Nam, làm gián điệp cho Trung Quốc không phải là hiếm. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Hội Hà Nội, bị cáo Nguyễn Hoàng Dương, một cán bộ công an đã bị đưa ra xét xử vì hành vi làm gián điệp cho Trung Quốc là một ví dụ. Mới đây nhất, vào ngày 8 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra thông báo cựu giám đốc công an Lạng Sơn Thái Hồng Công, 58 tuổi, bị đề nghị kỷ luật. Lý do đưa ra rất chung chung là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống và gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và đơn vị công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Công an Lạng Sơn Thái Hồng Công, nhưng lại lúng túng không công bố là tội danh gì, làm gián điệp cho Trung Quốc hay tham gia bảo kê cho buôn lậu. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm vì liên quan đến an ninh quốc gia. Thông tin kể trên hoàn toàn trùng khớp với tin mà Thời báo.de đưa ra cách đây hơn 3 tháng về vụ Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bị bắt. Theo đó, một loạt lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, từ giám đốc cho đến các phó giám đốc và các trưởng phòng cùng bị cáo buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 2024, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn kể trên. Tiếp đó, Bộ Công an ra thông báo sử dụng bổ sung nhân sự điều hành điều ông Vũ Như Hà là Phó Cục trưởng C03 về làm giám đốc Công an Lạng Sơn thay cho ông Công, nhưng không cho biết lý do. Theo Thời báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn công bố lý do chung chung là ông Thái Hồng Công có hành vi vi phạm hình sự. Công luận nhận định chuyện làm gián điệp với Trung Quốc của các cán bộ công an nói riêng hay của lãnh đạo cấp cao Việt Nam nói chung không phải là hiếm. Không phải ngẫu nhiên, đầu năm 2017, trong một clip lan truyền trên mạng xã hội, Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã từng tiết lộ vấn đề trên rất rõ ràng. Theo đó, trong một buổi nói chuyện nội bộ, tướng Trương Giang Long tiết lộ về tình trạng Trung Quốc lôi kéo nhiều quan chức Việt Nam nằm ngay trong bộ máy đảng và chính quyền tham gia hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng Tổng Trọng là một nhân vật thân Bắc Kinh, bị đánh giá là thái thú của Trung Quốc ở Việt Nam. Với sự lãnh đạo của ông Trọng trong 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, Việt Nam thực sự trở thành một bản sao của Trung Quốc. Cụ thể,
ông Trọng góp nhặt nguyên bản từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, từ chuyện đà hổ diệt ruồi cho đến nhốt quyền lực vào cái lồng. Hơn nữa, Tổng Trọng còn chủ trương đưa Việt Nam đi theo kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc để cùng Trung Quốc xây dựng cái gọi là cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo học giả Trương Nhân Tuấn chia sẻ, tư tưởng của ông Trọng nếu có là tư tưởng trừ hậu. Chuyện ông Trọng đổ lệ khi đọc diễn văn trước mặt ông Tập trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 12 năm 2024 đã khiến người ta hoài nghi. Điều này được chứng minh qua tấm hình bà Ngô Thị Mận, vợ ông Trọng, phủ phục chức sứ giả Trung Quốc Vương Hữu Ninh trong đám tang của Tổng Trọng. Ông Trương Nhân Tuấn nhận xét, chỉ có chư hầu mới phủ phục trước thiên triều. Đó là lý do vì sao trên mạng xã hội có nhiều người cảm thán Tổng Trọng, người đứng đầu hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, lúc sinh thời còn được mệnh danh là Thái Thú, thì chuyện các cán bộ cấp cao của Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc cũng chỉ là chuyện rất nhỏ. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vì sao việc lãnh đạo Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.